Good day everyone! Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách phát âm một số phụ âm trong tiếng Anh có khá nhiều cách phát âm, đặc biệt là các bạn học sinh thường hay nhầm lẫn. Các bạn cùng xem điều thú vị ở cuối video nhé! Are you curious? Let's get started! Đầu tiên, để tạo ra âm T, chúng ta sẽ đặt đầu lưỡi ở phía sau răng trên để chặn luồng hơi, sau đó giải phóng áp lực bằng cách kéo lưỡi trở lại trong miệng và đẩy luồng hơi ra. team t, train better bat tiếp theo để tạo ra âm đ hơi khi thoát ra khỏi dây thanh quản bị chặn lại bởi đầu lưỡi đặt vào hàm răng bên trên chúng ta sẽ có các âm như sau các bạn cùng phát âm với cô nhé d d d d dream d order D, bed. Lưu ý khi âm t nằm giữa hai nguyên âm hoặc giữa một nguyên âm và âm l hoặc âm r nó sẽ tạo ra âm thanh d, nhanh và nhẹ chúng ta có thể thấy trong các ví dụ sau beauty water butter computer university trong phần tiếp theo chúng ta cùng phân biệt các âm sau B v. Liệu có trường hợp biến âm nào như trên nữa không? Các bạn cùng theo dõi nhé Đầu tiên, để tạo ra âm P Hai môi kết hợp chặt chẽ với nhau Và sau đó thả ra đột ngột để tạo ra bật âm P. P. P P Chúng ta có thể thấy âm P Ở vị trí đầu và cuối từ trong những từ sau Hey, pound, picture, pip, âm p cũng nằm ở vị trí ở giữa trong các từ sau happy, hippo, skipping. Âm b được tạo ra bằng cách chặn không khí trong dây thanh quản và đóng môi lại, sau đó bật hơi ra để tạo ra âm b, b, b. b chúng ta có thể thấy âm b ở đầu các từ như bat, bed, book, back và bubble âm b ở vị trí cuối từ như trong các từ sau rub, pub, crab và grab hai âm cuối cùng trong bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu có khá nhiều điểm tương đồng trong cách phát âm đó là và v các bạn có phân biệt được sự khác nhau giữa hai âm này không âm F và v được phát âm với cùng một vị trí miệng trong khi đó răng trên cùng đặt trên môi dưới và bật hơi ra ngoài nhưng âm F khi phát âm bật nhiều hơn so với âm v và không sử dụng âm từ cổ họng cùng luyện tập với cô nhé Chúng ta cùng thực hành với một số cặp từ có chứa hai phụ âm này nhé. Fast Vast Fat Vat Fan Van Safe Save Grief Grieve Starve. Cuối cùng, các bạn hãy thực hiện thử thách nhỏ dưới đây nhé. Chúng ta cùng nhìn vào IPA của một câu nói khá hay dưới đây và viết ra thành câu hoàn chỉnh nhé. Always be yourself. At the end of the day, that's all you've really got. When you strip everything down, that's all you've got. So always be yourself. có câu trả lời cho riêng mình chưa nhỉ? Hãy comment bên dưới để xem câu của mình có trùng với phần đông các bạn khác hay không nhé. Cô hy vọng rằng các bạn thấy phần bài học hôm nay hữu ích trong việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Các bạn có nhu cầu đăng ký các khóa học IELTS tại Langgo thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé. Các khóa học IELTS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng học viên và cung cấp các lộ trình học tập được cá nhân hóa. Nhớ like, share và subscribe và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Cô là Linh đến từ hệ thống luyện thi IELTS Sango và hy vọng cô sẽ sớm gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Goodbye and see you soon.